Em chào anh em Lâm Mai Mai Vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Kênh của em thì chuyên về chia sẻ dòng mai ghép nằm trên chậu nha anh em. Thì thường là em chia sẻ theo cái hướng là dành cho anh em nào mới tập chơi, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều hiểu biết về cái dòng mai ghép nằm trên chậu, biết thêm nhiều cái kiến thức về cái cây mai nằm trên chậu phải làm như thế nào, xử lý như thế nào, căn bản từ đầu nha anh em. Thì em có một số Zalo 0938934323. Ví dụ anh em nào có nhu cầu tư vấn về mai vàng, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến cây mai vàng, mai tứ quý ghép nằm chậu á, thì anh em có thể Zalo inbox em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em, hoàn toàn không lấy phí nha anh em. Biết gì thì chỉ đó cho anh em. Cái video ngày hôm nay thì em chia sẻ về một cái chủ đề làm thế nào để cho cái cây mai ghép của mình sinh trưởng và phát triển tốt. Tại vì em nhận được rất là nhiều cái câu hỏi, mà có một cái câu hỏi rất là khó trả lời, đó là cái cây mai của anh đang bị xíu thì anh phải bón cái phân gì cho cái cây anh hồi phục. Thì thật sự nếu mà cái cây mai của mình bị xíu mà mình không có bón cái phân gì mà cho nó phục hồi được hết nha anh em. Thì ở đây thì em ví dụ như mình, cây mai là con người của mình đó, thì mình đang có gặp vấn đề về bệnh tật gì đó trong người, ví dụ như tim gan phổi mình gặp vấn đề gì đó, mình không có chữa trị dứt cái bệnh đó mà mình ăn nhân sâm hoặc là ăn bào ngư vi cá gì đó, thì thực sự cái sức khỏe của mình nó cũng không có lên nha anh em. Thì cái cây mai cũng như vậy, cái cây mai mình đang gặp vấn đề mình bị xíu thì mình phải xử lý cái vấn đề đó triệt để, rồi sau đó thì mình mới nghĩ đến cái chuyện bón phân, chứ không phải là bón phân thì cái cây mai xíu nó hồi phục trở lại. Thì để cho anh em mình mới tập chơi mình hiểu về cái mức độ quan trọng của từng phần của cái cây mai của mình đó, thì em chia nó ra làm ba loại nha anh em. Cái loại đầu tiên, cái việc mà đầu tiên quan trọng nhất là anh em mình phải lưu ý đến bộ rễ của cây mai. Bộ rễ của cây mai là gần như là cái đầu tiên, cái quan trọng nhất của cây mai luôn. Nếu mà cái cây mai của mình, cái bộ rễ nó sinh trưởng phát triển tốt, cái bộ rễ của cây mai nằm trên chậu mà nó thuần chậu lâu năm, cái rễ nó nhiều thì gần như nó có thể lướt qua một số cái bệnh tật nha anh em. Ví dụ như những cái bệnh về trên lá. Thì năm vừa rồi thì em có thử nghiệm là 4 tháng thả khoảng chừng 6 cây mai ghép margin, mai ghép cúc, mai ghép dảo, thì thả bị nhện đỏ 4 tháng nha anh em. Thì toàn bộ những cái cây đó đều lướt qua được. Dĩ nhiên là cái tết đó, cái bông của nó thì không có đạt được như những cái cây mà mình chăm sóc ok, tuy nhiên nó vẫn lướt qua được cái bệnh nhện đỏ nha anh em. Và cái bồ chỉ thì nó cũng lướt qua tương đối. Thì đó là cái ví dụ cho anh em biết là cái bộ rễ của cái cây mai nó cực kỳ quan trọng luôn. Những cái cây mai ghép nằm chậu lâu năm đó mà có bộ rễ sinh trưởng phát triển tốt thì thường đó là tết nó sẽ cho cái bông nó đạt anh em. Ví dụ như em cũng đã có thử nghiệm là một cây mai vàng zin nằm chậu, một cây mai vàng ghép dảo lá gai nằm chậu khoảng 7-8 năm, ghép 7-8 năm ghép già mùa lắm, thì hoàn toàn không sử dụng gì ngoài N3M Atonic và phân hữu cơ viên nén Dynamic Lipton nè, thì tết vẫn cho cái số lượng bông tương đối ok nha nè. Thì đó là cái diễn giải và cái thử nghiệm của em liên quan đến cái việc mà cái cây thường trồng lâu năm, cái cây có bộ rễ khỏe thì nó sẽ lướt qua được bệnh tật, và cái việc mà cái cây mai nó làm nút á, thì nó sẽ rất là đạt. Thì em lưu ý với anh em, nếu mà mình chơi mai thì lưu ý đến cái bộ rễ, những cái việc nào đó để phát triển cái bộ rễ của cây mai, những cái bệnh tật liên quan đến cái bộ rễ cây mai nằm trong chất chồng nè anh em. Tại vì cái bộ rễ của cây mai nó nằm dưới, nó nằm ở dưới chất chồng á, nhiều khi mình không lưu ý, mình không biết và mình bỏ bơi nó thì cái cây mai của mình chắc chắn nó sẽ bị xíu, và thường là cây mai bị xíu là do bộ rễ nha anh em. Cái vấn đề thứ hai mà liên quan đến cái việc sinh trưởng phát triển tốt của cây mai là cái bộ lá, cái xương chi cành của cái bộ lá của cây mai nè. Thì do đó thì ở đầu năm nay thì lúc nào em cũng lưu ý với anh em là cái bệnh bồ chỉ ở trong cái giai đoạn đầu năm là cái giai đoạn mà bắn những cái cây lá non đầu tiên đó, nếu mà mình đã bị bồ chỉ xảy ra nằm trên cây mai của mình đó, thì cây mai của mình nó chắc chắn nó sẽ bị xíu nha anh em, xíu ngay cái thời điểm mùa bồ chỉ luôn. Tại vì những cái cây lá đầu tiên là những cái cây lá mà giúp cái cây mà nó hồi phục, nó quen hợp, nó giúp cho cái bộ rễ nó sinh trưởng phát triển ở dưới, và nó quen hợp, nó tạo chất dinh dưỡng cho cây sau có thời gian mà mình chơi tết đó. Do đó nếu mà mình bỏ bơi cái bộ lá của cây mai thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự sinh trưởng phát triển của cây mai và cái việc mà nó làm nút. Thì cái ví dụ của em lúc đầu lúc nãy đó thì em nói về việc mà thả nhện đỏ 4 tháng
những cái cây mai zin và những cái cây mai vàng ghép giảo của em á, thì thực sự là những cái cây đó cũng có bông nhưng mà nó không đạt nhanh em, cũng có bông nhưng mà nó không đạt, thì theo cái quan sát của em là khoảng chừng 60% so với bình thường thôi, vì cái bộ lá nó rất là xấu, bộ lá nó đổ lòm luôn anh em ơi. Mình thả 4 tháng trời không có xịt thuốc mà không có việc nhện đỏ, cũng không có việc bội chỉ luôn, thì những cái cây đó thì lướt qua được, tết những có bông nhưng mà nó rất là ít. Thì cái này vấn đề lưu ý chỗ em dành cho anh em mình chơi mai, cái vấn đề đầu tiên lưu ý là liên quan đến cái hệ rễ, cái thứ hai là liên quan đến những cái bộ lá xương chi cành, mình chăm sóc tốt cái bộ lá không để nó bị sâu bệnh thì cái cây mai mình sẽ sinh trưởng phát triển tốt thôi. Cái vấn đề thứ ba nếu mà cây mai mình sinh trưởng phát triển tốt đó là vấn đề phân bón. Thì phân bón không phải là mình bón nhiều cho cái cây mai là tốt nha anh em, mà bón thì phải đúng lượng, đúng liều lượng, đúng thời gian và sử dụng cái phân bón tùy theo cái tình trạng của cây, chứ không có theo mình một cái công thức cụ thể nào hết. Không phải là cái cây này mình bón một muỗng NPK thì cái cây kia là mình bón một muỗng NPK mà đúng nha anh em, đó là ví dụ thôi. Thì tùy theo cái tình trạng của cây, tùy theo cái sức khỏe và tùy theo cái mục đích của mình nữa. Cây non, cây già thì cái liều lượng phân bón nó sẽ khác nhau. Thì thường anh em mình mới tập chơi á, mình bỏ quên điều đó, mình làm sai thì mình đang xem YouTube nè, mình xem những cái kênh TikTok nè, những cái chia sẻ trên Facebook á, thì thường là người ta chia sẻ theo cái đúng cái tình trạng của người ta, thì người ta không có chia sẻ hại anh em, nhưng mà người ta chia sẻ theo cái tình trạng cây của người ta. Hôm nay mình về mình áp dụng cái cây của mình nó khác biệt hoàn toàn và dẫn đến những cái tình trạng rất là khó xử lý, những cái vấn đề mà liên quan đến phạm phân phạm thuốc cực kỳ khó xử lý luôn nha anh em. Là cái video này muốn chia sẻ cho anh em á, là cái vấn đề quan trọng của cây mai, vấn đề quan trọng đầu tiên, quan trọng nhất bắt buộc phải làm, không thể nào bỏ bơi được, đó là liên quan cái hệ rễ của cây mai nha anh em. Còn vấn đề thứ hai là hệ lá của cây mai, là hai cái vấn đề đó cực kỳ quan trọng. Khi mà anh em mình đã làm tốt á thì anh em mình mới nghĩ đến cái phân bón, thì thường là mình cũng vẫn bổ sung phân bón cho cái cây mai để mà nó sinh trưởng phát triển tốt, nó phát triển cái bộ lá nè, xương chi cành này kia. Nhưng mà những cái vấn đề phân bón mà liên quan đến cái việc mà làm nút nè, làm bông hoặc là những cái phân bón mới á, thì mình hạn chế mình sử dụng trên cây mai của mình. Và cái việc mà đầu tiên khi mà mình thấy cây mai mình có biểu hiện suy, có biểu hiện yếu á, là mình phải nghĩ tới ngay đến cái việc cái bộ rễ của cái cây mai của mình đang bị cái vấn đề gì đó làm cái cây mai mình yếu nha anh em. Đừng có vội mà mình sử dụng cái phân này phân kia mình bỏ vô rồi mình nghĩ cái cây mai của mình nó hết phân, nó hết cái chất dinh dưỡng và nó không phát triển. Cái đó là cái quan niệm sai lầm nha anh em. Và thường anh em mình mới tập chơi á là mình gặp phải vấn đề đó rất là nhiều. Cái cây mai đang bị xíu, cái hệ rễ nó có vấn đề mà anh em mua phân về bón thường xuyên, thì giống như cái người bệnh đó mà mình cho ăn đồ bổ nhiều quá thì nó không tốt và dẫn đến những cái gây hại đến cái sức khỏe của cây mai nha anh em. Thì ở trong video này em chia sẻ ngắn gọn thôi, nghĩ trong một số cái video khác thì em sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc liên quan đến cái bộ rễ, cái bộ lá phải làm như thế nào để cho cái cây mai ghép của mình nằm chậu đó, có bộ rễ khỏe, có cái bộ lá khỏe nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video, nếu mà thấy video em chia sẻ phù hợp cho mình á thì anh em đăng ký kênh ủng hộ em cảm ơn anh em rất là nhiều.